Vâng, xin chào tất cả các bạn xem kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Rất vui mừng gặp lại các bạn. Và trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn bộ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công mà đơn vị chúng tôi đã tư vấn và thiết kế cho anh Ngô Văn Toản ở tỉnh Vĩnh Phúc các bạn nhé. Thì mời các bạn chúng ta sẽ quan sát cái mặt tiền phía trước của công trình. Với công trình này thì các bạn nhìn vị trí mặt tiền phía trước từ phía bên này nhé các bạn nhé. Từ phía này, từ đầu tôi chỉ này đến phía này, chỗ gần ô tô là 14,5 m các bạn nhé. Từ đầu phía này đến đầu phía này là 14,5 m. Chiều sâu nhà từ đây vào phía sau này các bạn nhé, chiều sâu nhà từ đây vào này là 12 m các bạn nhé, 12 m. Đấy. Thì còn cái phần khu vực bếp từ phía này đến này là 8 m các bạn nhé. Từ bậc này đến đây đấy là 8 m. Đấy là cái phần diện tích xây dựng của cái căn nhà này. Thì căn nhà các bạn quan sát toàn cảnh cái phần mặt tiền trang trí phía trước của công trình cùng với hệ mái. Thì ở với cái mặt tiền này thì các bạn nhìn đây, chúng ta bước 5 bậc, chúng ta đi vào khu vực cửa chính này, thì vào khu vực phòng khách, đây là cửa sổ phòng khách này. Đấy các bạn, cửa sổ phòng khách nhé. Và đến phòng thờ, sau phòng thờ sẽ là phòng ngủ số 1. Và phía bên này thì có 3 phòng ngủ, phòng ngủ số 1 đây, cửa sổ phòng ngủ số 1 đây, số 2 và số 3. Đấy. Và một phòng ngủ giữa là 4 phòng ngủ. Và khu vực phía bên này này, cả cái này là khu vực bếp các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi đến với cái bản vẽ tiếp theo. Với bản vẽ tiếp theo thì các bạn sẽ nhìn được toàn cảnh không gian. Đây là cái bản vẽ này tôi in full bản vẽ 3D. Đấy, full hết từ giấy A3 cho các bạn quan sát. Đấy, với cái bản vẽ này thì các bạn sẽ nhìn được tổng thể mặt tiền phía trước của công trình. Chúng ta sẽ đến với cái bản vẽ tiếp theo, bản vẽ mặt hồi phía bên tay phải của các bạn. Với bản vẽ mặt hồi này thì các bạn sẽ nhìn thấy này, chúng ta sẽ nhìn thấy 3 cửa sổ của 3 phòng ngủ, cửa sổ số 1 phòng ngủ này, cửa sổ số 2, cửa sổ số 3. Đây là 3 cửa sổ của 3 phòng ngủ ở phía bên này các bạn nhé. Còn đây chúng ta đi vào cửa chính này, còn phía cửa này là đi vào khu vực bếp các bạn nhé. Và đây là phần trang trí mặt tiền phía trước của công trình như các bạn nhìn. Rồi chúng ta sẽ đến với cái bản vẽ tiếp theo của công trình. Bản vẽ tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn được từ trên cao, chúng ta nhìn xuống, nhìn thấy cái hệ mái của cái công trình này. Thì các bạn nhìn, tôi sẽ phân tích này. Đây là cái hệ mái của khu vực sảnh hiên, và đây là cái phần mái ở khu vực phòng ngủ số 1, và đây là cái phần mái nóc, mái ngói nóc, mái chính nhá. Các bạn nhìn nhá. Đấy, còn đây là cái phần hệ mái khu vực phòng bếp các bạn này. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục. Đây là khuôn viên phối cảnh tổng thể khi các bạn nhìn từ trên cao, chúng ta nhìn xuống của công trình. Rồi chúng ta sẽ đi vào. Đây là hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công biệt thự cấp 4 xây mới cho anh Ngô Văn Toản ở xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc các bạn nhé. Chúng ta sẽ đến với hồ sơ kiến trúc, bản vẽ kiến trúc. Thì trong hồ sơ bản vẽ kiến trúc này thì chúng tôi có cái danh mục bản vẽ từ thuyết minh thiết kế ghi chú mặt bằng tầng 1 mái, cái danh mục và bản vẽ nhé. Ở đây thì chúng tôi có cái ghi chú chung áp dụng cho cái giải pháp kỹ thuật. À, các bạn nhìn, đây ghi chú các cái quy cách thể hiện bản vẽ kiến trúc thì chúng tôi cũng có đầy đủ. Và đây là phần tiếp theo thì các bạn sẽ nhìn cái phần ký hiệu dùng trong bản vẽ. Để có các cái ký hiệu thì ở đây chúng tôi cũng ghi chú hết các cái ký hiệu trong bản vẽ như nào có hết các bạn nhé. À, chúng ta sẽ đến với cái phần mặt bằng tổng thể của công trình. Thì tôi sẽ phân tích sâu hơn cái một chút các bạn. Khi chúng ta bước đây, mặt bằng phía trước công trình là 4,5 m này. Chiều sâu nhà này là 12 m, 4 là 8 này. 14 là 12 m. Đấy, còn phía này là 8 m này, 44 là 8 m. Đấy, khu vực bếp này. Thì các bạn nhìn khi chúng ta bước vào thì đây là khu vực phòng khách và đây là khu vực phòng thờ. Phía bên này thì chúng ta phòng ngủ số 1, phòng ngủ số 2, phòng ngủ số 3, và đây chúng ta cửa mở vào phòng ngủ số 4. Và các bạn đi dọc cái hành lang này thì chúng ta sẽ đến khu vực, ở đây các bạn có thể mua thức ăn, chúng ta đi lối này vào cái cửa bếp này. Đó, đây là khu vực bếp này. Đó, đây là nhà tắm, nhà vệ sinh, và đây có cửa đi ra phía ngoài nữa này, khu vực vườn rau của công trình. Đây là phần mặt bằng phía trước của công trình. Giờ các bạn quan sát lại cái tổng thể khu vực mặt bằng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái phần hệ mái phía trên của công trình. Ở cái hệ mái này thì các bạn sẽ nhìn được cái phần bản vẽ mặt bằng ấy, mặt phối cảnh tổng thể thì chúng ta sẽ nhìn được cái hệ mái nó rõ ràng hơn. Đây,
Đấy, cái này tôi vừa nãy đã phân tích cho các bạn rồi. Đấy, cái hệ mái. Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn cái phần hệ mái này thì chúng ta sẽ quan sát được các cái mái chính ở đâu. Đấy, ví dụ đây là cái mái khu vực bếp này, đây là mái dọc mái chính nhà này, đây là mái khu vực sảnh này, đây là mái khu vực phòng ngủ này. Đấy, về hệ mái. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái mặt đứng phía trước của công trình. Đứng này thì các bạn nhìn được các cái thông số về mặt kích thước và các chiều cao của các vị trí. Tiếp theo thì các bạn đến với cái mặt cắt AA. Ở cái mặt cắt này thì các bạn nhìn được các cái vị trí cửa. Đấy, các vị trí cửa các bạn nhé. Tiếp theo thì chúng ta đến với phần bản vẽ chi tiết của cái bậc tam cấp. Chiều cao bậc và độ rộng bậc bao nhiêu có hết các bạn nhé. 5 bậc nó bước nhà. Và đây là phần bản vẽ cái vụ mặt kiến trúc. Đấy, mặt đứng đây thì các bạn nhìn, chúng ta sẽ bước vào cái khu vực này. Chúng ta bước 5 bậc lên thì đây là khu vực phòng khách này, đây là cửa sổ khu vực phòng ngủ này. Đấy, các bạn nhìn cái phần trang trí các cái thông số kích thước có đầy đủ hết. Và đây là cái phần bản vẽ chi tiết cửa. Độ rộng cửa, chiều cao cửa có hết cho các bạn nhé. Rồi, các bạn đến với hồ sơ bản vẽ kết cấu. Đối với mỗi công trình để đảm bảo độ cứng vững cho các công trình thì chúng ta phải có cái phần kết cấu thép. Và trong cái hồ sơ bản vẽ này thì tôi sẽ chia sẻ các bạn một cái phần kết cấu thép của công trình cho các bạn nhìn nó một cách tổng thể nhất các bạn nhé. Đây, chúng ta sẽ đến với cái phần đầu tiên, đó là phần ghi chú chung áp dụng cho tất cả các bản vẽ kết cấu ngoại trừ cái ghi chú riêng. Thì ở đây cái phần căn cứ để lập hồ sơ này, các cái tiêu chuẩn và các cái giải pháp kỹ thuật đều có hết này. Đấy, các cái yêu cầu kỹ thuật, công tác móng nền, công tác bê tông cốt thép có đầy đủ hết cho gia đình đọc để chúng ta sẽ hiểu được cái quá trình thi công phần cốt thép. Đây là cái sơ đồ mặt bằng móng các bạn nhé. Đây là sơ đồ mặt bằng móng. Thì với cái sơ đồ này thì các bạn sẽ nhìn thấy này, ở đây thì các bạn nhìn là móng cốc. Đây, các sơ đồ móng này. Đấy, xây dựng trên cái nền đất cứng của gia đình thì chúng tôi sử dụng cái phương pháp móng cốc. Đây là khu vực sảnh hiên này, đây là khu vực phòng khách và phòng thờ này, đây phòng ngủ số 1, phòng ngủ số 2, phòng ngủ số 3, phòng ngủ số 4, và đây là khu vực bếp, còn đây là khu vực nhà vệ sinh các bạn nhé. Đấy là móng. Thì các mặt cắt của móng này quy định sử dụng thép bao nhiêu có hết này. Đấy, thép đai phi 6 này, đan A100 này, thép phi 12 A150 này, thép phi 18 này. Đấy, có hết mặt cắt móng có hết các bạn nhé. Đây, các bạn đến với phần mặt bằng định vị cột. Đấy, sơ đồ mặt bằng định vị cột các bạn nhé. Tiếp theo đến là phần mặt bằng kết cấu cốt là 3m9, ở cái phần cốt 3m9 nhé. Thì ở đây các bạn nhìn có một cái dầm nổi phía trên. Cái dầm nổi này sẽ giải quyết bài toán là khi chúng ta đi vào phòng khách, chúng ta nhìn lên thì cái trần khu phòng khách là một trần phẳng luôn các bạn nhé. Đấy, thì cái dầm nổi này, tôi ghi là dầm nổi sàn trên này. Đấy, kích thước dầm có hết đầy đủ nhé. Đấy, cái dầm nổi này, tại sao có dầm nổi này tôi đã giải thích rồi. Khi chúng ta nhìn khu khách, các bạn ngẩng lên thì nhìn lên ấy, thì nó sẽ là một cái tấm phẳng hết, không có dầm. Đấy, cái phần mặt bằng kết cấu cốt 3m9. Tiếp theo chúng ta thấy mặt bằng thép sàn cốt 3m9. Thì ở đây chúng tôi cũng đi đầy đủ hết các cái thông số kích thước là A bao nhiêu, thép phi 10, A150. Đấy, các cách đặt như thế nào thì tôi cũng có hết nhé. Tiếp theo là đến phần mặt bằng kết cấu của cái khu vực mái vát. Thì ở cái mái vát này chạy xung quanh này, đấy, xung quanh nhà ấy. Thì khi chúng ta nhìn cái mái vát như thế nào thì các bạn nhìn lên. Đấy, tôi sẽ mở lại cái phần bản vẽ cho các bạn quan sát thì các bạn nhìn được cái mái vát luôn. Đây, cái phần mái vát mà khi chúng ta sẽ nhìn lên trên, nhìn vào nhà ấy, chúng ta sẽ không. Đây, tôi sẽ mở lại cho các bạn nhìn cái mái vát này. Đây, các bạn nhìn cái mái vát đây. Đấy, thì các bạn nhìn này, khi chúng ta nhìn từ lên đây thì các bạn nhìn thấy bê tông đổ đây đúng không ạ? Thì chúng ta tưởng tượng là đổ hết cả một cái bê tông này
lên trên hệ mái, thực ra không phải thế mà chúng ta chỉ đổ một ít thôi. Đấy, đua ra một ít thôi. Tất cả này các bạn nhìn đấy. Thế thì ở cái mặt bằng này thì các bạn nhìn, chúng tôi sẽ có cái phần đổ máy vát đây, phần đua ra đây. Các bạn nhìn đua ra đây, từ đây cái mép này. Đấy là 800 các bạn nhé. Từ tim tường vào là 800. Đấy, thế thì bây giờ cái phần kết cấu của cái thép nó như thế nào thì ở đây chúng ta, tôi đưa hết ra nhé. Thì các bạn nhìn đây này. Chúng ta có thép phi 10 A150 các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ nối từ cái dầm này nó đua ra. Đấy, từ dầm ra là khoảng là 80. Chạy hết xung quanh nhà. Đấy, hết xung quanh nhà. Thế khi chúng ta nhìn lên, từ dưới nhìn lên thì tưởng là nhà phần mái trên là đổ bê tông hết các bạn nhé. Đây này. Đấy. Từ đây đua ra là 800. Từ tim tường ra 800 thì các bạn nhìn tưởng tượng là chúng ta tưởng là đổ bê tông hết. Ra không phải. Các bạn nhìn nhé. Đấy. Đấy cái phần máy vát thì các bạn chú ý như vậy. Và tiếp theo là cái hồ sơ phần thống kê cốt thép của cái công trình. Thì ở đây chúng tôi đã liệt kê đầy đủ hết hồ sơ thống kê cốt thép của công trình cho gia đình. Thì gia đình nào có ý tưởng xây dựng một căn nhà cấp 4 mái thái có cái diện tích mà đầy đủ như này thì hãy liên hệ với chúng đơn vị chúng tôi để nhận được trọn bộ hồ sơ bản vẽ thiết kế cùng với bản vẽ kiến trúc kết cấu của công trình. Chúng ta sẽ chỉ mất một chút kinh phí thôi nhé. Chúng ta chỉ mất một chút kinh phí thôi thì các bạn nhận đầy đủ cái hồ sơ bản vẽ thiết kế của công trình này. Chúc các bạn luôn luôn thành công trong cuộc sống. Hãy chia sẻ những video hữu ích này đến nhiều người đang cần tìm hiểu những mẫu nhà đẹp để xây dựng cho mình một ngôi nhà mơ ước. Chúc các bạn luôn luôn thành công, thành công, thành công hơn nữa. Hãy đăng ký kênh YouTube Phạm Văn Tuân để nhận những video mới nhất về không gian nhà đẹp. Và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.